Sáng ngày 11 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cùng các sở ngành kiểm tra thực địa các cống ngăn triều thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam cho biết dự án gồm 9 hạng mục công trình thi công hoàn thành từ 85 đến 97% tùy theo hạng mục. Cụ thể, cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định đã thi công hoàn tất các hạng mục chính như lắp đặt cửa van, hệ thống bơm, thi công đạt 95%, hiện tất cả tạm dừng thi công các hạng mục còn lại. Theo phụ lục hợp đồng BT xây dựng chuyển giao ký ngày 18 tháng 11 năm 2019 giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng hết hạn vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, nhưng đến nay Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn chưa ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn. Vì vậy, dự án không có cơ sở pháp lý tiếp tục triển khai. Để giải quyết vướng mắc của dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam BT 1547 kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm làm việc với Ngân hàng Nhà nước để dự án tiếp tục thực hiện. Trong khi hàng ngàn tỷ đồng thiết bị nằm bất động, phơi nắng, phơi mưa không thể hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Dự án được triển khai vào năm 2016 nhưng đã phải tạm ngừng 3 lần vì các lý do khách quan khác nhau. Dự án chống ngập với kinh phí gần 10.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2. Với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giúp thành phố Hồ Chí Minh chủ động trong việc điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực. Dự án có quy mô 6 cống kiểm soát triều lớn khẩu độ 40 đến 160 m và hạng mục 7,8 km đê kè, 2 cống kiểm soát triều khẩu độ 10 m và hơn 25 cống nhỏ dưới đê cùng các hạng mục phụ trợ khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, chuyến khảo sát này nhằm nắm tình hình thực tế, sau đó thành phố sẽ làm việc với các đơn vị liên quan, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để dự án sớm hoàn thành, đưa vào vận hành.